xin chúc mừng anh duy à, thì theo em được biết là kênh uh, youtube uh, coach duy nguyễn thì đã đạt được 60 000 người theo dõi và em thực sự rất là ấn tượng về điều này à, em rất là vui khi mà được gặp anh ngày hôm nay à, và câu hỏi đầu tiên dành cho anh à, là anh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào anh biết đến cec được không ạ um, cảm ơn uh, vân vũ trước hết là xin cảm ơn và xin chào tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay uh, và cũng cảm ơn vân vũ về cái lời uh, tán dương vừa rồi bởi vì thực sự Vân Vũ cũng đang là một người rất là đang nổi đúng không trên YouTube nếu như ai có theo dõi Vân Vũ cho nên là rất vui được có mặt cùng với các anh chị ngày hôm nay thực sự thì duy biết anh Trường từ rất lâu rồi trước khi CEC bởi vì là một fan của anh Trường tiến sĩ Ngô Công Trường đặc biệt là qua các giai đoạn xem Shark Tank bơi cùng cá mập thì duy là một người rất là ham tìm hiểu kiến thức và đặc biệt là vấn đề về kinh doanh Uh, cái lĩnh vực chính mà duy làm là về Sales, marketing và kinh doanh cho nên là uh, những ai mà giỏi trong lĩnh vực này thì duy đều theo dõi và trong đó anh trường thì là một cái nhân vật mà duy thường xuyên uh, quan sát và học hỏi được rất nhiều cho nên trước khi biết đến cec trước khi biết đến john partners thì duy đã biết anh trường rồi mặc dù anh trường không biết duy là ai nhưng mà đã đã theo dõi anh trường được rất lâu rồi Thế đấy là cái lý do vì sao mà uh, duy tìm hiểu về john partners và muốn tham gia vào khóa học này vâng em xin được cảm ơn anh duy ạ À, anh trường không biết anh gì là ai nhưng mà anh gì biết anh trường là ai <laughs> Chứng đấy là rồi. cái vấn đề của cái người nổi tiếng tức là mình biết quá nhiều người biết mình nhưng mình không biết được mấy người <laughs> thế là đây là một cái cơ hội rất là tốt ừ. để chúng ta có thể giao lưu lẫn nhau đúng không ạ và bây giờ thì chúng dạ. ta đã biết được là là ai là ai rồi đúng không ạ? <laughs> vâng và em vừa đọc profile của anh duy thì biết là anh duy có một profile học tập rất là ấn tượng. À thì theo quan điểm của anh đâu là những điểm nhấn đặc biệt à, mà chỉ có à, CEC mới có à, theo cái quan điểm à, của anh? À, cảm ơn à, Vân Vũ như thế này ha để để cho mình cho phép à, mình xin phép mình chia sẻ một chút về cái lý do vì sao mà mình muốn tham gia vào CEC được không ạ? À, nó sẽ hơi giảm một chút xíu nhưng mà thực sự là mình đã nghĩ rất là nhiều và mình nghĩ rằng là nó sẽ cùng với à, có rất nhiều anh chị ở đây cũng sẽ cùng quan điểm như vậy cho nên mình sẽ nói một chút về cái, cái lý do vì sao mà mình lựa chọn tham gia khóa học cc này đâu đúng không ạ thì um, trước hết thì rồi trước hết thì nhưng mà trước hết á để cho cái phần chia sẻ này nó được uh, đúng thì em cũng xin phép các anh chị là cho em phép em xin cái tên trong cái phần này chia sẻ được không ạ bởi vì em biết ở đây có rất nhiều các anh chị uh, có nhiều kinh nghiệm và em phải học hỏi rất nhiều cho nên em muốn xin phép trước như vậy là em sẽ xưng tên trong cái phần chia sẻ của mình. Và đồng thời là cũng cảm ơn um, MC Vân Vũ, cũng cảm ơn John Partner đã cho phép em được uh, nói lên cái, cái tâm tư của mình uh, khi tham gia khóa học này. Um, nào, thì Duy muốn chia sẻ một chút với các anh chị về cái lý do vì sao mà Duy lại lựa chọn tham gia khóa CEC đầu tiên này của thầy trường và của John Partners. Có ba lý do lớn nhất. Cái lý do đầu tiên đó là bởi vì Duy cảm thấy mình cần phải nâng cao cái sự chuyên nghiệp và cái tính hệ thống trong công việc mà Duy đang làm. Nào hiện nay thì Duy đang làm huấn luyện viên kinh doanh là một business coach cho một vài doanh nghiệp có cả ở Úc, cả ở châu Âu và ở Việt Nam và cũng đồng thời đang đào tạo cho một số nhân viên của các công ty là các trainer, tức là đóng vai trò là một trainer. Thì trong đó tập trung chính vào mạng là bán hàng, marketing và các kỹ năng quản lý và kỹ năng làm việc hiệu quả. Thì đối tượng chính hiện nay của Duy là các công ty vừa và nhỏ là các SME. Có một điều đó là hiện nay thì cách duy đang làm việc vẫn là dựa trên cái hệ thống do mình tự tạo ra dựa trên những gì mình quan sát được học hỏi được thông qua những công việc trước đây của mình tuy nhiên thì duy biết rằng là để trở thành một người chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực này và đặc biệt là nếu như mình muốn tiếp cận từ các khách hàng lớn các doanh nghiệp có quy mô lớn thì phải có những nội dung hay là những quy trình làm việc chuyên nghiệp hơn và những gì mà duy tự nghĩ ra thì không đủ và không thể làm hài lòng được những khách hàng khó tính đó bởi vì duy cũng giống như là rất nhiều các anh chị ở đây đã và đang làm việc cho các công ty lớn là những client rất là lớn được rất nhiều các cái đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp cận có phải không ạ và chúng ta đều biết rằng là những client này những khách hàng này họ có những tiêu chuẩn lựa chọn rất kỹ càng về những người họ muốn đưa về để hợp tác hay là hỗ trợ cho mình cho nên là để đạt được cái mục tiêu đó thì duy biết rằng mình cần phải thay đổi và nâng cấp cả về mặt tư duy kỹ năng và cái nội dung của mình cách làm việc của mình mà điều này thì chắc chắn Duy biết rằng thầy trường và khóa CEC sẽ mang lại cho Duy. Vì sao mà Duy biết chắc được cái điều đó thì rất đơn giản thôi. Với kinh nghiệm lâu năm của John and Partners và những thành tựu mà thầy trường đã đạt được thì chắc chắn rằng là các anh chị ở đây cũng đồng quan điểm với Duy về điều đó có phải không ạ? Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là bởi vì Duy biết mình cần phải nâng cao năng lực trong công việc, đặc biệt là về mảng tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp. Vừa rồi là cách thức làm việc nhỉ, còn cái lý do thứ hai này là về kỹ năng, về chuyên môn, về kiến thức chuyên sâu. Cái lý do này là bởi vì training thì rất khác với consulting. Phần lớn công việc hiện nay của Duy là làm training, tức là đào tạo lại những kiến thức và những kỹ năng của mình uh, cho người khác một cách có hệ thống và bà bài bản. Nhưng mà đối với hoạt động tư vấn consulting thì lại khác. Nó đòi hỏi những người làm việc cần phải có thứ nhất là về tư duy suy, suy nghĩ chiến lược liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai là khả năng phân tích, đánh giá, tìm ra những cái lỗ hổng cần phải được giải quyết. Và đồng thời là phải có các công cụ. Ví dụ như là các mô hình phân tích, các công cụ để đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hoặc là các công cụ để quản lý chính cái dự án mà mình đang chạy chẳng hạn. Tất cả những cái điều này thì duy còn rất là hạn chế mà như duy vừa chia sẻ thì còn mang tính tự phát. Tuy nhiên thì duy muốn đi sâu hơn vào cái vấn đề về cái mảng tư vấn này để có thể đưa ra những cái giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng của mình và bởi vì duy đã từng làm việc tại mà trong có một thời gian ngắn làm việc tại Deloitte ở Anh thì đây là một công ty tư vấn rất là lớn một công một tập đoàn rất có tên tuổi về cái lĩnh vực tư vấn này cho nên duy biết cái tầm quan trọng của việc trang bị cho mình những kỹ năng và những công cụ chuyên nghiệp để hỗ trợ cho khách hàng duy thì hay suy nghĩ ví von như thế này không biết là có đúng không nhưng mà duy nghĩ là consultant những người tư vấn là những người giống như những con robot tí hon mà hiện nay đang được khoa học y học áp dụng công nghệ vào trong chữa bệnh tức là họ sẽ thả những con robot siêu nhỏ này vào trong cơ thể của chúng ta không phải không ạ và sau đó thì những con robot này sẽ đi từng ngóc ngách từng góc trong cơ thể để, tì để tìm ra được cái vấn đề thực chất nằm ở đâu và sau đó thì trực tiếp giải quyết cắt bỏ hay là xử lý ngay tại vị trí đó ví dụ như vậy mà để có được những cái giải pháp hiệu quả và chính xác như vậy thì đòi hỏi cái người tư vấn người consultant phải có năng lực phải có cái sự hiểu biết không chỉ chuyên sâu mà còn phải đa dạng bởi vì đôi khi cái vấn đề giả sử như vấn đề bề nổi là kết quả kinh doanh không đạt tốt, không hiệu quả, sale không hoạt động không không hoạt động tốt, nhưng mà sau khi bóc tách những cái lớp vỏ bên ngoài đó ra của vấn đề đó ra thì cái nguyên nhân của nó lại có thể nằm ở vấn đề về nhân sự, hoặc đào tạo, hoặc là chính cái tư duy cái cách quản lý của người chủ. Cho nên sau khi trao đổi với uh, John Partners với thầy trường và tham khảo nội dung của khóa CEC thì duy thấy mình sẽ được trang bị đầy đủ những cái kỹ năng, những công cụ. À, những cái dao uh, kéo những cái vũ khí đó để có thể tìm đúng vấn đề và giải quyết hiệu quả cho khách hàng. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba rất đơn giản thôi, đó là vì thầy trường và team John Partners là những người được đánh giá rất cao trong lĩnh vực này. À, chắc là như như đã giới thiệu từ đầu thì các anh thì các anh chị cũng thấy cũng biết được rằng là thầy trường và được nhận được trao giải là một trong bốn người xuất sắc nhất thế giới về Operational Excellence đúng không ạ? Duy đã tìm hiểu về cái giải này và đây là một cái giải thưởng rất là danh giá và đặc biệt thầy trường lại là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất mà đối với Duy thì đơn giản lắm Ai giỏi thì Duy theo thôi Bởi vì mình chỉ có được lợi chứ không có thiệt thòi gì cả Đúng không ạ? Duy theo dõi thầy trường như Duy vừa nói từ rất lâu rồi Biết tới khóa CEC này thì Lại đúng là những gì mà Duy đang thiếu như Duy vừa nói Mà lại do chính thầy trường truyền nội công cho nữa Thì có gì mà phải trần trừ Đúng không ạ? Không biết là ở đây có anh chị nào có là fan của thầy trường giống như Duy tham gia ngày hôm nay không Nhưng mà đó cũng chính là cái lý do thứ ba mà Duy đã đăng ký tham gia cái khóa học vào đầu tháng 9 này. Thì hy vọng rằng là sẽ được gặp tất cả các anh chị tham gia ngày hôm nay trong khoa học tới để cùng đồng hành, cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cũng như là được tiếp thu tất cả những tinh hoa, những tinh túy nhất của thầy trường và đối ngũ John Partners. thì đó là cái lý do vì sao mà uh, duy đã lựa chọn tham gia vào khóa CC này. Vâng, xin được cảm ơn anh duy về những chia sẻ rất là thật lòng và rất là truyền cảm hứng nữa à, về ba cái lý do mà tại sao anh chọn CC. À, thì ngoài những lý do đó ra thì em nghĩ là chương trình CC này cũng là một cái um, cái cái môi trường để chúng ta có thể uh, uh, giao lưu với tất cả các anh chị uh, có cùng một cái mục đích đúng không ạ uh, và à. ta hay nói là tốt gỗ hay tốt nước sơn uh, tốt gỗ uh, tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì ở đây là cả tốt gỗ lẫn tốt nước sơn nữa thì CC không chỉ trang bị một cái kỹ năng uh, có nghĩa là cái cái nội công ở bên trong mà ngoài ra thì CEC còn chuẩn bị những cái uh, cách thức và cái uh, um, như cái kỹ năng ở bên ngoài làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và có thể đi ừ. uh, theo các anh chị uh, trong một cái khoảng thời gian rất là lâu dài. Vâng và, và câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành cho anh là uh, sau khi tham dự chương trình này thì anh có dự định là tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp tại úc hoặc là các cộng đồng doanh nghiệp tại úc không và liệu như uh, cái tư vấn và đào tạo tại úc theo đánh giá của anh thì thị trường này có tiềm năng không ạ? Um, cảm ơn Vân Vũ. Thực sự thì hiện nay Duy đang đang thực hiện cái công việc đó rồi, tức là có tư vấn đối với một số doanh nghiệp nhỏ. Bởi vì 6 năm vừa rồi thì Duy cũng đã có kinh doanh tại Úc và đã có bốn công ty tại đây. Nhưng mà sau Covid vừa rồi thì mình đã quyết định thay đổi lại cái quy, cái mô hình kinh doanh cũng như là cái tư duy kinh doanh của mình. Và mình đã không thực sự đã đa phần là về vấn đề về hospitality thôi. À, đó là những gì mà Duy kinh doanh. Thì chính từ đó mà Duy mới sau cái dịch Covid-19 vừa rồi thì Duy nghĩ rằng là hiện nay á giống như là, là là ban tổ chức đã chia sẻ vừa rồi á thì mình sẽ phải tư duy về cái cách mình làm việc thế nào mà để giảm thiểu được cái rủi ro do những tác động bên ngoài thì giống như cách mà duy tư kinh, kinh doanh truyền thống thì nó hoàn toàn là ví dụ như covid 19 vừa rồi đã đóng cửa hết không thể làm gì được thì cái cái cách làm việc tức là cái cái mô hình kinh doanh dùng cái kiến thức của mình hoặc dùng cái khả năng tư kinh nghiệm của mình để tư vấn cho người khác những con đường về đào tạo về tư vấn như là những nội dung mà CEC sẽ cung cấp cho các anh chị hoặc là cho duy thì nó sẽ là À, cái mô hình kinh doanh mà nó sẽ đảm bảo hơn và ít rủi ro hơn, ít bị ảnh hưởng bởi cái tác động bên ngoài như này hơn. thì vì cái, cái lý do đó cho nên là trong hơn một năm vừa rồi thì duy cũng đã có uh, làm vấn đề về tư vấn cho một số các doanh nghiệp uh, nhỏ ở, đây, ở, ở ở úc, đặc biệt ở phần lớn thì là các các chủ doanh nghiệp là người việt nam. thì duy mới nhận ra rằng là những gì mình đưa ra cho họ những giải pháp đó thì đều mang tính chất là như duy vừa nói là dựa trên cái, cái đánh giá của bản thân mình và chưa có một cái hệ thống nào đó nó thực sự là nó um, nó có có cái sự chuyên nghiệp đó và nó bài bản trong dài hạn. Tất nhiên mình cũng có những cái định hướng dài hạn cho người ta thế nhưng mà nó cần phải hệ thống tốt hơn nữa và đồng thời mình bị thiếu đi những cái cái mô hình uh, chuyên chuyên nghiệp của những người làm tư vấn thực sự để mà đưa ra những cái giải pháp nó đồng bộ và nó có thể đi hết được những cái góc cạnh của một doanh nghiệp. Đó thì uh, đấy là cái lý do vì sao mà duy chọn theo anh Trường. Còn về với cái thị trường ở Úc hiện nay thì thực sự đây là một cái thị trường duy đánh giá là rất tiềm năng bởi vì cộng đồng cũng giống như Việt Nam thôi thì rất rất nhiều quốc gia khác thôi thì SME là cái nền tảng cái core value của một thị trường của một nền kinh tế và ở úc này thì đặc biệt là cái nền sản xuất công nghiệp thì không có mà phần lớn dựa vào du lịch và SME và kinh doanh nhỏ cho nên là cái thị trường này rất cần những cái người mà có thể đưa ra những cái hỗ trợ như vậy cho doanh nghiệp thì duy cũng nhắm nhắm tới rằng nếu như mà mình có thể nâng cao được cái kỹ năng của mình kiến thức của mình cách làm việc của mình thì duy có thể là đồng thời có thể là tiếp cận được hơn nhiều hơn nữa tới các thị trường bên úc này bởi vì nó rất là tiềm năng. Ừ, vâng, cảm ơn anh duy rất là nhiều. À, và à, trước khi thời gian mà anh duy phải đi thì à, cho em xin phép được hỏi một câu hỏi từ anh nguyễn thế trung. Có nhiều doanh nghiệp việt nam ở úc muốn tìm tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp ở việt nam không? Có nghĩa là doanh nghiệp việt nam ở úc có muốn ừ. à, tìm kiếm à, và hợp tác với các doanh nghiệp ở việt nam không? Và nếu có thì ở trong lĩnh vực nào ạ? À, thực sự thì cái nhu cầu đầu tư sang úc trong những năm gần đây, trong khoảng 5 năm gần đây là rất nhiều Bởi vì là ngoài công việc của mình ra thì Duy còn làm về bất động sản tài chính Và đồng thời là có partner với một công ty liên quan đến việc là đầu tư từ Việt Nam qua Úc Thì trong suốt cái thời gian trước Covid thì cái hoạt động đó rất là sôi nổi Tức là rất nhiều có hoạt động, rất nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng Và muốn tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh ở bên Úc Ngoài cái chuyện là có thể là để, à, à, tức là có quốc tịch đúng, Đầu tư sang Úc thì sẽ có cơ hội lấy được quốc tịch và mình sẽ trở thành một công dân Úc nhưng mà ở úc này thì có đặc điểm là các, các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, dịch vụ, y tế thì rất là phát triển, đặc biệt là nông nghiệp. cho nên là các dự án đầu tư về nông nghiệp ở sang úc rất là nhiều. ví dụ như thế trumio chẳng hạn, thế trumio cũng đầu tư sang bên này. rồi thì rất nhiều các rất nhiều các doanh nghiệp khác về mảng nông nghiệp cũng sang bên này mua farm đầu tư để mà mua nuôi tức là nuôi trồng, tạo ra những sản phẩm chất lượng và xuất sản xuất xuất ngược trở lại việt nam hoặc là sang các nước khu vực bởi vì đối với cái tiêu chuẩn về sản xuất cũng như là các những cái tiêu chuẩn về chăm sóc về về tạo ra sản phẩm ở Úc nó cao và thị trường ở Việt Nam cũng như thị trường các nước Đông Nam Á thì đánh giá rất cao những cái sản phẩm được sản xuất tại tại Úc. Cho nên là đây là cái cơ đấy đấy là lý do vì sao mà rất nhiều các doanh nghiệp cũng đầu tư sang Úc. Ngoài cái chuyện là mọi người đầu tư sang để 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 được cái cơ hội được định cư, được trở thành công dân Úc. Đó. Thì Duy nghĩ rằng là sau cái Covid này thì mọi thứ sẽ lại quay trở lại bình thường thôi bởi vì là cái nhu cầu nó luôn luôn có, chẳng qua là chúng ta đang bị gián đoạn bởi covid mà thôi. cảm ơn câu hỏi của anh Trung ạ. vâng, đúng rồi, vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Duy và cảm ơn câu hỏi của anh Trung. À, vâng, xin được cảm ơn anh Duy và à, chúc anh Duy luôn luôn thành công trong sự nghiệp của mình và hẹn gặp lại anh và chương trình CEC ạ.